Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh phục hồi hệ thống cống thoát nước cả trăm năm tuổi từ thời Pháp. Bệnh viện Từ Dũ xin lỗi nữ điều dưỡng bệnh viện Nhi Đồng 1 bị hành hung. Tìm kiếm một du khách nước ngoài nghi mất tích trên núi Sơn Trà. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có đến hàng chục ngàn mét cống thoát nước từ thời Pháp đến nay vẫn còn sử dụng. Trong đó có nhiều đoạn chất lượng cống đã xuống cấp nên việc phục hồi thay thế những tuyến cống này đang là vấn đề vô cùng bức thiết. Những tuyến cống vòm được người Pháp xây dựng từ cách đây 150 năm. Những năm gần đây, trung bình mỗi năm xảy ra khoảng 15 vụ lún sụt tại các hệ thống cống vòm khu trung tâm. Cống chỉ cần một khe hở thôi là nước nó tàn phá vô, xuyên qua cái vách, vô cái vùng đất bên trong. Mà đất bên trong mà có cát thì nước nó sẽ cát ra, sẽ rỉ theo mấy cái mạch nó ra, vô ra cống. Nó ra cống, mà cát mà chạy ra được thì cho nó bọng thì nó xoay lở thì nó sụp xuống. Sở xây dựng đang triển khai dự án cải tạo phục hồi các đường cống này theo công nghệ mới là không cần đào đường. Sau khi phục hồi, hệ thống thoát nước sẽ có thời gian sử dụng thêm 50 năm. Để cho nó đơn giản dễ hình dung nhất là giống như là nó có một cái lớp lót cống lót trong cái lòng cống hiện hữu, và giữa cái lớp lót này mới này với lại lớp cống hiện hữu cũ thì sẽ được bơm một cái lớp vữa đặc chủng vào trong đó để gia cố. Được biết, hơn 20 triệu đô la Mỹ sẽ được dùng để phục vụ cho dự án phục hồi hệ thống cống cũ từ thời Pháp này. Các vị trí đường cống được phục hồi sẽ được đưa vào bản đồ số hóa hệ thống thoát nước vùng trung tâm, góp phần giải quyết bài toán giảm ngập nước trong thành phố hiện nay. Vừa qua, tại cuộc thi World's Best Rice tổ chức tại Manila, Philippines, loại gạo ST25 của Việt Nam được trao giải ngon nhất thế giới sau khi vượt qua các loại gạo của Thái Lan, Campuchia. Có thể thấy vị thế hạt gạo Việt đã được thế giới công nhận. Mặc dù vậy, gạo Việt Nam vẫn đang phải nỗ lực nhiều để chinh phục thị trường nội địa. Có thể thấy giá gạo trong nước khá thấp so với giá gạo nhập khẩu. Ví dụ gạo Thái Thơm nhập khẩu hay gạo Campuchia có giá từ 20 đến 30 ngàn đồng một ký. Trong khi đó, gạo Tài Nguyên Thơm giống mới hay gạo Tài Nguyên Chợ Đào chỉ dao động từ 17 đến 18 ngàn đồng. Một số người vẫn ưu tiên lựa chọn hàng ngoại dù có giá cao hơn. Xài gạo Thái. Không quan tâm tới giá tiền, tại vì mình thích ăn gạo ngon. Theo các chuyên gia, để nâng cao giá trị hạt gạo thì chúng ta còn nhiều việc phải làm. Nhưng tôi nghĩ đầu tiên là công tác thương hiệu. Chúng ta nên tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi. Nhiều nông dân là chúng ta vận động cùng một cái giống, chúng ta sản xuất cùng một giống, cùng một chất lượng, thì lúc này cái thương lái, cái vai trò của thương lái, người ta đi thu gom, nhưng là ta gom một cái giống một thôi, chứ ta không trộn lẫn. Cũng theo họ, việc quy vùng chỉ dẫn địa lý, nâng cao kỹ thuật và áp dụng canh tác theo hướng hữu cơ chắc chắn sẽ giúp chất lượng hạt gạo được nâng lên. Để nâng tầm vị thế hạt gạo Việt trên thị trường quốc tế, cần nhanh chóng tháo gỡ những hạn chế tồn tại của ngành hàng tỷ đô này bằng những hành động thiết thực. Vụ việc nữ điều dưỡng bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh bị phụ huynh bệnh nhi đánh gây thương tích khiến bức xúc dư luận trong những ngày qua. Điều đáng nói là người tham gia mắng chửi nữ điều dưỡng lại là nữ hộ sinh công tác tại bệnh viện Từ Dũ. Mới đây, đại diện ban giám đốc bệnh viện Từ Dũ đã có buổi chia sẻ xin lỗi bệnh viện Nhi Đồng 1 và cá nhân nữ điều dưỡng về hành vi khiếm nhã của nữ hộ sinh. Trong buổi chia sẻ, đại diện ban giám đốc đã xin lỗi bệnh viện Nhi Đồng 1 và nạn nhân. Tạm thời nữ hộ sinh này đã bị đình chỉ công tác. Đây là một cái lỗi cá nhân riêng lẻ, nhưng mà buộc chúng tôi phải suy nghĩ lại và phải nhìn lại cái hệ thống của mình. Đây là một cái cá nhân rất là nhỏ ở trong bệnh viện nhưng nó đã ảnh hưởng uy tín bệnh viện rất là nặng nề. Về phần mình, Sở Y tế thành phố cũng bất bình vì hành vi này gây ảnh hưởng tâm lý cho nhân viên tại bệnh viện nói riêng và ngành y tế nói chung. Công an của bệnh viện 20 phải vào cuộc để hỗ trợ cho cái phối hợp với lại các quan chức năng khác để hỗ trợ cho công tác điều tra xác minh, và nếu được sẽ khởi tố vụ án để làm gương, làm răn đe cho những cái vụ bạo hành có thể diễn ra trong tương lai. Sau khi bị hành hung, nữ điều dưỡng đã được chuyển sang Bệnh viện Nhân dân 115 điều trị với đánh giá tổn thương vùng đầu mặt, nói và há miệng hạn chế, tinh thần hoảng loạn. Vụ việc đã được chuyển cho Công an quận 10 tiếp tục điều tra xử lý. Vào tối qua, tàu SAR-412 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa một ngư dân bị chấn thương sọ não trên vùng biển Đà Nẵng về đất liền an toàn. Trước đó, Trung tâm nhận được thông tin thuyền viên Nguyễn Văn Hợi bị vật nặng rơi trúng đầu, bất tỉnh, cần được cấp cứu. Anh Hợi là thuyền viên tàu DNA 90275TS đang hành nghề trên vùng biển Đà Nẵng.
Trước tình huống nguy cấp đe dọa tính mạng ngư dân, trung tâm đã điều tàu SAR-412 cùng ekip bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng khẩn trương lên đường. Sau khi được cấp cứu để ổn định tình trạng, bệnh nhân được chuyển sang tàu cứu nạn để được chăm sóc y tế tích cực. Đêm cùng ngày, tàu SAR-412 đã đưa nạn nhân về Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Mỗi năm cứ đến mùa này, các loài chim hoang dã lại di cư và tìm về các vùng đồng bằng Hà Tĩnh để trú ngụ. Đây cũng là cao điểm của tình trạng săn bắt tiêu thụ các loài chim trời. Rất nhiều loài chim quý nằm trong danh sách bảo vệ đã bị giết thịt và bày bán một cách công khai. Một khu chợ ven đường tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà. Một con vạc như vậy giá chỉ từ 15 đến 20 ngàn đồng, muốn mua bao nhiêu cũng có. Một tích tắc họ mua hết đi. Ở đây họ mua nhiều lắm mà chứ? Họ mua về ăn. Ở Hà Tĩnh hiện có hàng trăm nhà hàng quán nhậu chuyên thu mua cung cấp các loại chim trời. Một nhân viên cho biết nhà hàng chuyên cung cấp các loại bẫy keo cho các thợ săn rồi thu mua lại toàn bộ sản phẩm bẫy được. Cái nên mình cũng đi bày với các sạch xe. Họ đi nhà cha nhà con là đi bày về nhà em lấy này, nhà em đang đi bày được, họ đi làm họ đi bày đây luôn. Trong khi đó, công tác kiểm soát việc săn bắt đặt bẫy động vật hoang dã còn gặp nhiều khó khăn. Thì cam kết với các cái nhà hàng là không có như là giết mổ cũng như là nuôi nhốt các cái động vật hoang dã trái phép. Cái thứ hai là các cái tuyến đường và thương vận chuyển thì chúng tôi tổ chức lực lượng để ngăn chặn cái này. Liệu những cánh cò này sẽ còn được tự do bay lượn bao lâu nữa khi mà hàng trăm chiếc bẫy vẫn đang trực chờ? Tiếp theo trong phần thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Phát hiện rẫy cà phê trồng hơn 100 cây cần sa trái phép. Còn đúng sau một cây. Xe ben cán chết người tại Bình Dương. Thưa quý vị, trưa nay Công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một băng nhóm cướp giật do đối tượng Nguyễn Văn Hoàng, 41 tuổi, ngụ quận Thủ Đức cầm đầu. Vào khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2019, Công an ghi nhận liên tiếp nhiều vụ cướp xảy ra vào đêm khuya trên các tuyến đường thuộc địa bàn. Công an xác định băng cướp trên do đối tượng Hoàng cầm đầu. Khuya ngày 12 tháng 11, Hoàng cùng Nguyễn Chí Tâm, 22 tuổi, rủ nhau đi cướp. Hai nghi phạm chạy xe máy dạo quanh các tuyến đường từ Bình Dương sang quận Thủ Đức để tìm mồi. Khi đến đường Trương Dương, quận Thủ Đức, Hoàng đã điều khiển xe máy để Tâm giật điện thoại của một phụ nữ. Các trinh sát đã phát hiện và lập tức truy đuổi bắt cả hai đối tượng. Hoàng và Tâm thừa nhận đã gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn. Đáng chú ý, chỉ trong khuya ngày 4 tháng 11, băng này đã gây 4 vụ cướp liên tục. Hoàng là một đối tượng cướp giật chuyên nghiệp, đã có 5 tiền án về cướp giật tài sản, còn Tâm trước đây từng là thành viên đội SOS Biên Hòa nhưng đã sa ngã, bị Hoàng lôi kéo phạm tội. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án. Hôm nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Minh Long cho biết đang làm rõ nguyên nhân việc một nhóm thanh niên đánh nhau làm một người tử vong. Theo đó, tối qua, một nhóm thanh niên xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà qua thôn Cà Sen, xã Long Môn, huyện Minh Long chơi. Do mâu thuẫn từ trước, nhóm thanh niên Sơn Ba gây gổ đánh nhau với nhóm thanh niên thôn Cà Sen. Nghe tin người quen bị nhóm Sơn Ba chặn đánh, Đinh Văn Hàng, 37 tuổi đến giải vây. Tuy nhiên một lúc sau Hàng bị nhóm thanh niên Sơn Ba vây đánh, Hàng tìm được con dao đâm thanh niên tên Đinh Văn Thắng, 30 tuổi, xã Sơn Ba, khiến Thắng tử vong trên đường đi cấp cứu. Hàng đã bị công an tạm giữ ngay sau đó. Hôm nay, ông Phan Minh Hải, Phó Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết đơn vị này đang phối hợp với nhiều lực lượng khác để tìm kiếm ông Malachi Mark Montgomery, 52 tuổi, quốc tịch Canada, nghi bị mất tích. Theo đó, ngày 9 tháng 11, con nuôi tại Việt Nam của ông Montgomery đến công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn trình báo về việc cha nuôi mình mất tích. Đến ngày 18 tháng 11, mọi người phát hiện được xe tay ga cùng nhiều vật dụng khác của ông Montgomery để lại tại bán đảo Sơn Trà. Trong đó có một thư tuyệt mệnh và một chiếc điện thoại có video ông này tự quay với nội dung nói về địa điểm ông này muốn yên nghỉ. Được biết, ông Montgomery có sở thích ngồi thiền ở những nơi vắng vẻ trên bán đảo Sơn Trà. Sáng nay, Công an huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phát hiện trong rẫy cà phê của một hộ dân trên địa bàn trồng hơn 100 cây cần sa trái phép. Trước đó, vào khoảng 15 giờ hôm qua, một tổ công tác của Công an huyện Krông Búc đã phát hiện tại rẫy cà phê của ông Trần Văn Toàn, 43 tuổi, ở xã Ea Sin, có trồng 104 cây cần sa cao khoảng từ 40 đến 50cm, rải rác trên diện tích 5.000m2. Giờ 13 cây cần sa khô đã bị nhổ và cắt ngọn. Tại cơ quan công an, ông Toàn khai nhận đã mua hạt giống cần sa về gieo trồng ở rẫy để chăn nuôi gia súc gia cầm. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Sáng nay trên đường DT747 đoạn qua phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một người đàn ông đã bị xe ben cán chết khi đang trên đường đi làm.
Khoảng 7 giờ sáng, chiếc xe ben nói trên lưu thông trên đường DT747 vừa qua khỏi ủy ban phường Thái Hòa thì xe ben va chạm với xe máy do một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển chạy cùng chiều. Sau va chạm, người đàn ông ngã ra đường bị xe ben cán chết tại chỗ. Tuy nhiên tài xế xe ben vẫn không hay biết mà cho xe chạy tiếp. Đến khi người dân hô hoán thì tài xế mới biết và cho xe dừng lại. Được biết nạn nhân làm thợ hồ cho một công trình gần đó. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ. Tòa án Nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Chí Linh, 33 tuổi, 3 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Linh là người chồng trong clip bạo hành vợ dã man dưới hồ nước ở Tây Ninh mà 60 giây từng đưa tin. Tại tòa, Linh thừa nhận hành vi phạm tội và khai nguyên nhân bạo hành vợ dã man là do ghen tuông nên đã không kiềm chế được bản thân. Trong lời nói sau cùng, bị cáo xin lỗi vợ và gia đình vợ, mong được tha thứ. Trong khi đó, bị hại Trần Thị Tuyết Mai làm vợ bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu xử lý đối với Linh. Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9, do nghi ngờ chị Mai có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, nên trong khi cãi nhau, Linh đã xô vợ xuống hồ bơi kinh doanh ở nhà, mực nước sâu 0,6 mét, và nhảy xuống dùng tay bóp cổ nhấn đầu chị Mai xuống nước nhiều lần. Khi chị Mai vùng thoát ra, leo lên khỏi hồ bơi vào nhà, thì Linh đi theo tiếp tục đánh đá vào người chị Mai. Sau vụ việc, chị Mai được đưa đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Kết luận giám định, chị Mai bị tỷ lệ thương tích 5%. Chiều nay, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường và đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong tại chỗ. Khoảng 14 giờ 30 phút, một người đàn ông chạy xe máy biển số 47AB20748 trên đại lộ Độc Lập hướng từ cầu vượt Sóng Thần vào quân đoàn 4. Khi vừa chạy qua gờ giảm tốc trước sân vận động quân đoàn 4 thì người đàn ông và chiếc xe máy loạn choạng ngã xuống đường. Lúc này chiếc xe tải phía sau chạy tới không xử lý kịp nên đã cán qua người nạn nhân, làm người đàn ông tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, chiếc xe tải chạy thêm một đoạn thì dừng lại. Công an thị xã Dĩ An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân. Theo ghi nhận, gờ giảm tốc trong khu công nghiệp Sóng Thần rất cao so với mặt đường. Nếu chạy nhanh không dựng tay lái thì rất dễ té ngã. Đặc biệt, vào ban đêm, gờ giảm tốc này không có phản quang nên rất dễ dẫn tới tai nạn. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.